Các nhân vật thì sau 10 năm thì khi lớn lên vẫn dừng lại ở độ tuổi 50, trong khi bản thân tôi là tác giả đã qua tuổi 60. À, thấy cũng buồn. Và do đó thì trong cuốn sách này nó khác cuốn Tôi xin một vé đi tuổi thơ, thì nó rất nhiều cái nghĩ ngợi. Nghĩ ngợi rất nhiều cái tầm tư và chia sẻ. Nếu như trong cuốn Tôi xin một vé đi tuổi thơ thì chủ đề chính là nêu sự khác biệt giữa thế giới trẻ em và thế giới lớn, thì ở cuốn này chủ đề đó được mở rộng hơn, đa dạng hơn. Tác giả và thông qua nhân vật Cu Mùi thì không chỉ nghĩ ngợi đến cái sự khác biệt giữa thế giới trẻ em và thế giới lớn, mà còn nghĩ ngợi đến những cái mà bản thân tôi bị ám ảnh. Em thích nhất là cái lối văn của bác Ánh, rất là bình dị, nó mộc mạc, nó không có gì hoa mỹ như là số cái nhà văn mà như là em nghĩ là giống như nhiều bạn thì tác phẩm mà em tâm đắc nhất và đánh chính là tác phẩm Mắt Biếc. Con đọc đọc cái cuốn Mắt Biếc của bác từ khi con còn rất là nhỏ, và đó là cuốn sách mà con thích nhất của bác luôn. Con muốn nói là con sợ khi mà phát hành phim rồi bác sẽ không còn giữ lại những cảm xúc ban đầu mà con nhận được từ cái đọc từ tác phẩm Mắt Biếc đó. Và con chỉ mong bác là khi mà casting diễn viên đó bác hãy lên đó và đọc, và bác hãy lên đó và lựa chọn thật kỹ nhân vật cho con. Tại con rất thật sự đó, con rất thích tác phẩm của bác. Con đọc bác mà muốn tham gia và để làm cái phim có cho tốt thì bác không chỉ tham gia vào cái khâu chọn diễn viên học đâu, mà bác phải đọc kịch bản ngay từ đầu, phải đọc kịch bản để góp ý nè, rồi chọn diễn viên nè, rồi phải ra hiện trường lúc người ta quay phim á, là mình phải góp ý nè, nên quay cái này buổi sáng hay nên quay cái này buổi chiều, nên quay cái này trời mưa, nên quay cái này trời nắng, rồi lúc về dựng phim bắt phải ngồi kế đạo diễn để chọn cái phân đoạn này không chọn phân đoạn kia. Mà làm như vậy thì bác không còn là nhà văn nữa, mà bác là phó đạo diễn mất rồi. Dạ rồi, mình hâm mộ người nhìn ảnh từ khoảng thời gian mà mình học từ cấp 2 rồi, và mình đọc rất là nhiều sách của bác, và gần như là nhiều cuốn sách nào mới ra thì mình cũng đều mua và đọc hết. Mình trông chờ là mình được gặp lại những nhân vật cũ mà mình đã từng gặp trong cuốn sách Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ, và được đọc những tâm tư, những nỗi ám ảnh bác đã nhắc đến trong ngày hôm nay. Mình nghĩ thì cũng không hẳn, tại vì như mình đọc những tác phẩm của bác thì nhiều tác phẩm cũng có sự lặp lại về nhân vật, nhưng mà nó có những cốt truyện riêng khác nhau hoàn toàn, cho nên mình cũng nghĩ đó là một phiên bản 2 của Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ. Là từ năm lớp 6 rồi, đây mình khoảng 6 năm rồi. Thế là một màu, vì đó là phong cách đặc trưng của bác Ánh, và mỗi nhà văn đều có một phong cách đặc trưng đặc riêng cho mình của mình, và nó làm cho mình không bị trộn lẫn với nhóm khác, nhà văn khác. Và mình nghĩ là với đề tài này, nhưng mà bác Ánh đã khai thác rất nhiều kiểu cách mới lạ, và không bị gây nhầm chán cho độc giả. Bạn cảm thấy gì khi nghĩ đến cái chết? Nếu bạn hỏi tôi như vậy, tôi sẽ trả lời là tôi không sợ, nhưng tôi cảm thấy buồn. Những cái chết luôn gieo vào hồn tôi một nỗi quặn yêu. Mỗi khi một người quen biết qua đời, lòng tôi lập tức hóa thành tháng 11 mưa dầm. Tôi lớn lên với truyện loài vật Tô Hoài, thơ tình Xuân Diệu và nhiều nhà văn khác. Khi nghe tin từng người trong số họ qua đời, tôi luôn cảm thấy buồn vã và mất mát. Và đó là câu trả lời mượn cái cuốn sách này trả lời cho bạn của mình. Và còn muốn nghe câu trả lời đầy đủ thì bạn có sách rồi phải không? Bạn về rồi, bạn nào có này phải bạn xem sách thì mua cuốn sách đi về để đọc câu trả lời cho mấy bạn.